Binance là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Chắc hẳn đã không còn xa lạ gì với các nhà đầu tư tiền điện tử. Nếu bạn là người mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư này, hẳn sẽ thắc mắc cách mua bán coin bằng Việt Nam đồng. Mua bán coin trên Binance bằng Việt Nam đồng qua app Binance. Bước 1. Bấm vào giao dịch P2P trên màn hình chính. Rồi click vào mục mua ở góc trên bên trái trong giao diện giao dịch. Bước 2. Chọn một loại tiền bạn muốn nạp. Và chọn một người bán rồi click mua để đặt lệnh. Bước 3. Ấn nút chuyển tiền để đi đến trang thông tin thanh toán. Thanh toán cho người bán. Sao chép thông tin thanh toán của đối tác và thông tin chuyển tiền. Sao chép số lệnh của giao dịch và dán vào phần nội dung chuyển khoản. Sau khi thực hiện thanh toán, hãy nhấp vào đã thanh toán tiếp theo. Bấm xác nhận và trạng thái sẽ được cập nhật thành chờ được giải phóng. Bạn cần chờ người bán chuyển coin sau khi xác nhận đã nhận được khoản thanh toán. Bước 4. Một khi người bán chuyển coin, giao dịch sẽ hoàn tất, bạn sẽ được chuyển đến màn hình giao dịch hoàn tất với thông báo đã nạp tiền vào ví của bạn. Chọn xem số dư ví và chọn chuyển để có thể chuyển đổi tài sản giữa ví P2P và ví giao ngay để bắt đầu giao dịch. Nếu bạn muốn chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của mình, thì các bước giao dịch bán tương tự giao dịch mua bán USDT nhận Việt Nam đồng. Giao dịch qua P2P tạo nên sự thuận tiện cho cả người mua, bán, với tiết kiệm thời gian giao dịch, với tiết kiệm chi phí chuyển coin. Hy vọng hướng dẫn chi tiết trên giúp bạn biết cách mua, bán coin trên Binance.